Liên hoàn kỳ liên hoàn là kế thứ 35 trong số 36 nguyên kế. Ý của nó là đồng thời sử dụng nhiều nguyên kế liên tiếp nhau, kế nọ nối tiếp kế kia. Để trừ bỏ mối họa trong triều, Tôn Tẫn quyết định dùng kế ly gián giữa Châu Kỵ và Công Tôn Duyệt. Sau đó lợi dụng Châu Kỵ để nhờ Công Tôn Duyệt phạm tội. Rồi dùng chuyện của Công Tôn Duyệt ép Châu Kỵ phải từ bỏ chức vụ tướng quốc. Tập 25. Kế liên hoàn. Công Tôn Đại Phu, đừng đi vất vả quá, mời ngồi. Tướng quốc, vị vương hậu do Đại Vương mới tuyển đã giết chết Mỹ Vương Phi là thế nào? Ta không biết. Ngài không biết ư? Nhưng mọi người đều nói vương hậu do tướng quốc tuyển chọn cho Đại Vương. Vương hậu không phải là do ta tuyển chọn mà là cô ấy tự tiến cử. Tướng quốc, giữa hai chúng ta thì không có gì phải giấu giếm nhau cả. Ta sao có thể giấu giếm tiên sinh được? Việc này tiên sinh có thể hỏi Thái giám quốc. Những điều tướng quốc nói đều là thật cả. Vương hậu tự mình tiến cử vào cung, chính tiểu nhân đã dẫn vương hậu đến chỗ Đại Vương ạ. Không đơn giản như vậy đâu. Tiểu nhân có thể thề với trời ạ. Không. Về tất cả những việc mà cô ta làm, nếu sau lưng không có một kẻ túc chính đang mưu bày mưu tính kế cho, thì cô ấy sẽ không thể có các ẩn ngữ tuyệt diệu như vậy, và không thể từ một người hầu trở thành vương hậu được. Ở nước Tề chỉ có ba người xưng tướng gọi là túc chính đa mưu thôi. Đó là Tôn Tẫn, tướng quốc và ta. Ta và Tôn Tẫn thì không thể được rồi. Sao tiên sinh biết không phải là Tôn Tẫn? Bởi vì sau khi Đại Vương phong sắc cho vương hậu, Tôn Tẫn mới về đến nước Tề mà. Sao ông ta không thể lặng lẽ ẩn nóng vài ngày nhỉ? Tướng quốc có chứng cứ gì không? Ngày thứ hai, sau khi sắc phong vương hậu, thì Tôn Tẫn đã về đến Lâm Chi. Từ đó về sau, chuyện gì Đại Vương cũng nghe theo ông ấy. Việc rút quân từ các thành trì ở biên giới về cũng là ý của Tôn Tẫn. Thì ra là như vậy. Nói thế tức là ta đã hiểu lầm tướng quốc rồi. Ta và tiên sinh đã làm bạn với nhau nhiều năm, chuyện hiểu lầm trong chốc lát cũng chẳng có gì đáng kể. Giờ điều mấu chốt là phải tìm rõ gốc gác của vương hậu thì chúng ta mới có thể ra tay được. Vương hậu vào cung đã nhiều ngày, đã có chút manh mối gì chưa? Chưa. Vương hậu không hề tiếp xúc với người ngoài, ngay các đại phu cũng chưa từng gặp mặt vương hậu. Tướng quốc, Trung Lý Xuân đã về chưa? Trung Lý Xuân ư? Ta không biết. Và ta cũng không nghe nói. Quốc thái giám, vương hậu mới trông thế nào? Người cao lớn, mặt dài, mắt to. Nếu ngài muốn tiểu nhân miêu tả lại vương hậu, thì khi vương hậu còn là một cô gái xấu xí, tiểu nhân chẳng muốn nhìn mặt. Sau khi cô ấy trở thành vương hậu, tiểu nhân lại không dám nhìn mặt. Vương hậu muốn trở mặt là trở mặt ngay. Các vị tần và thái giám đều rất sợ vương hậu. Tướng quốc, ta biết vương hậu là ai rồi. Đó là Trung Lý Xuân. Trung Lý Xuân ư? Đúng thế. Có khả năng như vậy. Ta sẽ vào cung ngay để dâng tấu lên Đại Vương. Đừng vội. Công Tôn Đại Phu, giờ chúng ta mới chỉ đoán thôi, còn chưa có chứng cứ gì mà. Chắc chắn là không sai đâu. Cứ để chắc chắn thì hơn. Công Tôn Đại Phu, tối nay tiên sinh hãy lánh vào cung, tận mắt nhìn thấy vương hậu. Nếu đúng vương hậu là Trung Ly Xuân, chúng ta sẽ dâng tấu lên Đại Vương cũng chưa muộn mà. Được. Vương hậu, các bản tấu đã phê hết rồi. Quả nhân có thể đi dạo một chút không? Đại vương muốn đi đâu?
Quả nhân nghe bọn người hầu nói, gần đây giai nữ không được khỏe. Quả nhân muốn đến thăm cô ấy. Giang sư nhân, thái giám Khương, dạ. Bà đại vương phi vấn, hãy xếp số tấu chương mà đại vương vừa phê xong lại. Vâng. Đại vương. Nếu đại vương muốn đến qua đêm ở chỗ gia nữ thì cứ đi đi. Cần gì phải mượn cớ là gia nữ không được khỏe. Hôm nay thần thiếp vừa gặp gia nữ, cô ấy vẫn mạnh khỏe mà. Nếu vương hậu không bằng lòng để quả nhân đến chỗ gia nữ thì thôi. Đêm nay quả nhân sẽ nghỉ ở chỗ vương hậu. Đại vương, đại vương cứ nên đến chỗ giai nữ nghỉ đi. Đâu phải là thần thiếp không để đại vương đi. Vương hậu, quả nhân không có ý trách quả nhân không có ý trách nàng đâu. Hôm nay quả nhân mệt. Đại vương, thần thiếp cũng không có ý trách đại vương. Đại vương đến qua đêm ở các chỗ phi tần cũng là chuyện bình thường thôi. Cung vệ, cấm vệ, cung vệ, cấm vệ. Dạ. Cô đi xem người ngoài đó là ai. Vâng ạ. Tiên sinh đã nhìn rõ chưa? Nhìn rất rõ, chính là cô ta. Tôn Tẫn lần này nhất định không phải là ta bịa đặt vu khống nhé. Bóng người đó hình như là Công Tôn Duyệt. Hành động của Công Tôn Duyệt thật là mau lẹ. Tại hạ đoán là trong buổi chiều sớm mai họ sẽ gây khó khăn đấy. Sẽ khép cô nương Trung Ly và Tôn Tiên Sinh vào tội khi quân. Tiên sinh, phải làm thế nào? Tốt nhất là cô nương Trung Ly. Tại hạ nói xin cô nương chớ giận. Không sao. Có cách gì thì cách gì cũng được. Tối nay cô nương hãy trở thành vợ chồng thực sự với đại vương đi. Sao? Tiên sinh lại nói lăng nhăng rồi. Hãy nghe tại hạ nói. Đừng nói. Chỉ vớ vẩn. Đàn ông các người chẳng có năng lực gì cả. Chỉ biết nhắm vào các cô gái như bọn thiếp thôi. Tiếp vào cung để làm một cung hậu già. Đã chịu mất mặt rồi, mọi người còn muốn tiếp lại. Trung Lê cô nương, xin chớ lừa. Được rồi. Tiên sinh đừng che giấu cho quân sự nữa. Không phải là ý của Tôn tiên sinh đâu. Trung Lê cô nương, không phải là ý của ta đâu. Trang lừa thiếp. Trung Ly cô nương, những việc mà cô nương không muốn, chúng ta sẽ không ép buộc cô nương. Nếu cô nương muốn rời khỏi hoàng cung thì ngay bây giờ có thể đi được. Hãy đi cùng Tôn tiên sinh. Nếu đại vương truy xét, ta sẽ gánh vác cho. Tướng quân, chúng ta còn chưa đến bước đường cùng đâu. Trung Ly cô nương, nàng hãy về cung đi. Hãy để đại vương yên lòng rồi chúng ta sẽ tính sau. Mọi người nhất định phải nghĩ ra cách đấy nhé. Nhất định. Tôn tiên sinh, mau nghĩ cách đi. Vương hậu, muộn thế này còn tìm quả nhân có việc ư? Thái giám Khương, ngươi lui ra đi. Vâng. Có phải vì chuyện giai nữ không? Quả nhân đã nói rồi. Đây là do quả nhân muốn đi, chứ không phải là ý của giai nữ đâu. Không phải là chuyện của giai vương phi đâu, mà là chuyện của thần thiếp. Nàng có việc gì vậy? Đại vương, thần thiếp đã làm một việc sai trái. Xin đại vương lượng thứ. Được, ta lượng thứ cho nàng. Nói đi.
Đại vương, tên của thần thiếp vốn không phải là Vô Diệm, mà là Trung Lý Xuân. Thần thiếp đã phạm tội khi quân. Chẳng qua cũng chỉ là một cái tên thôi, có gì là khi quân đâu. Vừa rồi nàng nói nàng tên là gì nhỉ? Trung Lý Xuân. Là Trung Lý Xuân à? Nàng có phải là cô Trung Lý Xuân gan dạ võ nghệ cao cường, đã bắt sống bản vương giữa đám vạn quân ép hắn phải rút quân không? Chính là thần thiếp. Lần trước kia công tử giao sư muốn hãm hại đại vương, thần thiếp bằng đóng giả làm thị vệ cứng đại vương ra khỏi phủ của công tử giao sư. Chả trách quả nhân vừa gặp nàng đã thấy rất quen. Thì ra nàng là ân nhân cứu mạng của quả nhân. Trung Lý cô nương. À không, vương hậu. Vì sao không nói cho ta sớm? Đại vương, thần thiếp đã từng là người trong phủ của Điền tướng quân, lại cùng Tôn tiên sinh phiêu bạt ở nước ngoài. Thần thiếp e là nếu dùng tên thật để Châu Kỵ và Công Tôn Duyệt biết, thì họ sẽ nói này nói nọ trước mặt đại vương. Vương hậu vào cung là để chấn hương cho đất nước của quả nhân, nên mới phải mai danh ẩn tích. Vương hậu không những không có tội mà còn có công nữa. Đại vương, còn có rất nhiều chuyện vương hậu đã giống đại vương. Ví dụ như chuyện quan hệ giữa vương hậu và Tôn Tấn. Chuyện đó vương hậu cũng đã nói với quả nhân rồi. Tôn Tấn là bạn tốt của vương hậu. Nếu vương hậu không nói ra thì quả nhân cũng biết. Tôn Tấn không chỉ là bạn tốt của vương hậu đâu. Tôn tiên sinh còn là thầy của vương hậu nữa. Điểm này vương hậu cũng nói rồi. Đại vương, Tôn Tấn không chỉ là thầy của vương hậu đâu, thưa đại vương. Tôn Tấn còn là người tình của vương hậu nữa. Công Tôn đại phu, triều đình là nơi bàn chính sự, không được ăn nói lung tung, càng không được bôi nhọ vương hậu. Đại vương, vi thần không ăn nói lung tung, vi thần có chứng cứ à? Khanh có chứng cứ gì? Khi Tôn Tẫn và vương hậu lưu lạc bên ngoài, họ luôn ở bên nhau như hình với bóng. Mọi người đều nói họ là vợ chồng. Tôn tiên sinh, có chuyện đó không? Đại vương, những điều mà Công Tôn đại phu nói đều không phải là sự thật. Vương hậu là người sống độc lập, không ở cùng với vi thần, càng không thể nói là như hình với bóng được. Tôn Tấn, ngài có thể không thừa nhận sự thật, nhưng ta có người làm chứng. Ai có thể làm chứng cho tiên sinh đây? Thái tử nước Hàn, thân đại phu, Tư Mã đại phu, Ngô tướng quân, bọn họ đều có thể làm chứng. Đại vương, nếu Công Tôn đại phu có thể để bất kỳ một người nào trong bọn họ đến đây chứng minh những điều ông ta vừa nói là sự thật, thì xin đại vương cứ tùy ý xử trí vi thần. Tôn tiên sinh, ngài biết là bọn họ không thể tới nên mới nói như vậy. Ngài yên tâm đi, ta sẽ tìm được người làm chứng. Công Tôn đại phu, ta lúc nào cũng cung kính chờ đợi Công Tôn đại phu. Thôi đừng tranh luận nữa, toàn chuyện vớ vẩn. Quả nhân không muốn nghe về chuyện này nữa. Bãi chiều. Nếu không loại trừ Công Tôn Duyệt và Châu Kỵ thì việc của Trung Lý Xuân khó có thể yên được. Khi ở trên triều, Châu Kỵ không nói một lời nào, theo ta chưa chắc ông ta đã cùng một ruột với Công Tôn Duyệt đâu. Chưa chắc đã vậy. Châu Kỵ cáo già lắm, ông ta quay xuống tay ở phía sau lưng người khác kia. Công Tôn Duyệt không giống như Châu Kỵ. Công Tôn Duyệt chỉ muốn nước Tề có nổi loạn, còn Châu Kỵ thì không muốn bắn rẻ nước Tề, chỉ vì đố kỵ nên mới rơi vào bút rừng cùng này thôi. Cho nên đối với hai người đó nên có sự đối xử khác nhau.
Cho dù họ không giống nhau, nhưng cũng không thể để Châu Kỵ tiếp tục làm tướng quốc được. Tại hạ có một kế này, vừa có thể dẹp ưng chuyện của Trung Ly Xuân, để sóng yên về lặng, có thể trừ bỏ được Công Tôn Duyệt, lại còn có thể khiến Châu Kỵ phải xin từ chức tướng quốc. Tướng quốc xin mời. Tướng quốc. Mời ngồi. Hôm nay Cầm tiên sinh bảo ta mặc quần áo dân thường đến quán trọ, chắc là vì chuyện của Trung Ly Xuân phải không? Không đâu ạ. Tiên sinh đừng lo. Ta đã nói rồi. Tiên sinh không phải người cùng cánh với Công Tôn Duyệt, cũng không cùng một ruột với hắn. Việc của Trung Ly Xuân ta có thể giúp đỡ. Trung Ly cô nương là người trong trắng, không cần tướng quốc phải giúp đỡ đâu. Tại hạ hẹn tướng quốc đến quán trọ là vì muốn giúp tướng quốc thôi. Tướng quốc, mời ngồi. Cầm tiên sinh thật biết ăn nói. Giờ ta chẳng có chuyện gì rắc rối và cũng không cần ai giúp đỡ cả. Khổng Tử Phu nói, người ta không biết lo xa, tất sẽ có họa gần. Năm xưa, tướng quốc thu nhận Công Tôn Duyệt và không ngờ rằng sau này Công Tôn Duyệt lại cưỡi lên đầu và ra lệnh cho tướng quốc. Tại hạ nghĩ đó là điều mà tướng quốc không thể chịu đựng được. Tiên sinh cả nghĩ rồi. Giờ Công Tôn Duyệt tuy không còn là môn khách của ta, nhưng ông ấy vẫn là bạn tốt của ta. Hơn nữa, chẳng có ông ta cũng là một thượng đại phu, sao có thể cưỡi lên đầu một tướng quốc như ta được? Làm sao có thể nói là ra lệnh cho ta được? Tướng quốc đã nhiều lần nói trước mặt mọi người rằng bản thân mình không phải là hạng người như Công Tôn Duyệt. Nếu không phải là không có điều gì khó nói, thì vì sao lại phải nói ra như vậy? Đó là vì ta không quen đối với một số cách làm của ông ta thôi. Ngài là tướng quốc, chỉ dưới một người mà trên muôn vạn người. Công Tôn Duyệt lại từng là môn khách của ngài. Nếu thấy không thuận mắt thì hoàn toàn có thể ngăn chặn ông ta. Vì sao lại phải biện bạch với người khác như thế? Ta không muốn xé bỏ tình cảm giữa ta và Công Tôn Duyệt. Tướng quốc không phải là hạng người tầm thường, chỉ vì tình cảm cá nhân mà bất chấp quyền lợi của nước tề, càng không phải là hạng tiểu nhân vì lợi riêng và bạc bỏ sự suy vong của đất nước. Cầm tiên sinh rất biết đề cao người khác đấy. Không phải là tại hạ đề cao người khác đâu. Năm xưa khi tướng quốc họ Tá Tiên Vương đã từng gầy đàn để can gián quyết chính thực hiện cải cách, dốc lòng vì việc nước. Hiện nay thì mọi người nước Tề đều biết giữa Điền tướng quân, Tuân Thiên Sinh và tướng quốc đều có sự xa cách, nhưng họ cũng không thể không thừa nhận sự thật đó. Điền tướng quân nói, tướng quốc đã nhận lời với Tiên Vương thì sẽ không thể để cho nước Tề có nội loạn mãi, càng không thể đồng lõa với kẻ địch của nước Tề. Kể ra thì phải trách ta. Trách ta đã nghe theo sự xúi dục của bọn tiểu nhân, bịa đặt vu khống hãm hại Tuân Thiên Sinh và Điền tướng quân, khiến giữa chúng ta cứ không thể qua lại với nhau. Và cũng không biết Tôn Tiên Sinh và Điền tướng quân có thể lượng thứ cho ta không. Tại hạ hẹn tướng quốc ra đây là chịu sự ủy thác của Tôn Tiên Sinh và Điền tướng quân. Bọn họ nói những chuyện quá khứ chỉ có thể bỏ qua. Nay nước Tề bên ngoài có kẻ địch mạnh, bên trong có kẻ phản loạn, chúng ta phải bắt tay nhau để đối phó với kẻ địch của nước Tề. Tiên sinh nói rất phải. Kẻ địch nguy hiểm nhất của nước Tề hiện nay là Công Tôn Duyệt. Hắn chính là gian tế do Bằng Quyên sai tới. Không trừ bỏ tên này thì đất nước không thể hết khó khăn được. Không giống gì Cầm tiên sinh, nhiều việc làm hồ đồ của ta là do bị Công Tôn Duyệt ép buộc. Từ lâu ta đã muốn trừ bỏ Công Tôn Duyệt rồi, nhưng vì hắn dâng tiến gái đẹp được đại vương tín nhiệm. Hơn nữa, chiến thuật của Công Tôn Duyệt là vô địch thiên hạ, muốn trừ bỏ hắn rất khó. Thái nản lại.
Tại hạ có một kế này có thể trừ bỏ được Công Tôn Duyệt. Xin tiên sinh nói đi. Xin tiên sinh nói đi. Đại vương, Công Tôn đại phu, Công Tôn đại phu cầu kiến ạ. Có phải vì việc của Vương hậu không? Vâng ạ. Không tiếp. Ông ấy nói là ông ấy có người làm chứng ạ. Người làm chứng như thế nào? Ông ấy nói là chỉ có thể nói một mình với đại vương thôi ạ. Cho ông ta vào cung. Vâng. Vương hậu, Công Tôn đại phu sở nói, những điều Công Tôn đại phu nói, nàng sẽ giải thích thế nào? Vì thần thiếp đã trừng phạt Mỹ Vương Phi, nên hắn có ý muốn hãm hại thần thiếp. Lời nói của hắn không đáng tin cậy. Ông ấy nói là Châu tướng quốc có thể làm chứng. Thần thiếp xin được đối chất với Châu tướng quốc. Được. Quả nhân sẽ cho truyền tướng quốc vào cung. Truyền Châu tướng quốc vào cung. Tuân lệnh. Thần tham kiến đại vương, vương hậu. Đại vương triệu vi thần vào cung có điều gì sai bảo ạ? Công Tôn đại phu nói, việc giữ vương hậu và tôn tẫn, hắn có thể làm chứng. Vương hậu muốn đối chất với hắn. Vi thần không hề nói là muốn đối chất với vương hậu ạ. Nếu hắn không nói thì vì sao Công Tôn đại phu lại nói là hắn có thể làm chứng? Vi thần chỉ nói là nếu vi thần đi theo tôn tẫn phiêu bạt ở nước ngoài thì tốt. Vi thần có thể làm chứng cho ông ấy. Có lẽ ông ta nghe không rõ, nên mới tưởng là vi thần có thể làm chứng cho ông ta thôi. Tướng quốc, ngồi đi. Tạ ơn đại vương. Tướng quốc, anh phải nói thật. Trước đây, Khanh đã từng nghe người ta nói về chuyện giữa Vương Hậu và Tôn Tẫn phải không? Thần có nghe nói. Xin Vương Hậu chớ trách. Trước mặt Đại Vương, vi thần không dám nói dối. Khanh nói đi. Vâng. Vi thần đã nghe nói trước khi Vương Hậu rời khỏi nước Tề, đã từng định lấy Tôn Tẫn. Nhưng Tôn Tẫn không nhận lời. Ông ấy đã mượn lời người xem bói để cự tuyệt Vương Hậu. Vương Hậu vì tức giận nên đã rời khỏi nước Tề. Sau đó Vương Hậu đã nhiều lần giúp đỡ Tôn Tẫn, nhưng không nhắc đến chuyện hôn nhân nữa. Sao Khanh biết là bọn họ không nhắc đến chuyện hôn nhân nữa? Có phải là trước mặt Vương Hậu Khanh không dám nói ra không? Không. Vi thần chỉ phán đoán thôi. Vương hậu là người cưng trực nóng này. Nếu lại đề cập đến chuyện hôn nhân với Tôn Tẫn lần thứ hai, nhất định sẽ chia tay nhau. Còn nếu Tôn Tẫn không cự tuyệt, thì giờ họ đã thành vợ chồng rồi. Những người nổi tiếng như vậy, nếu trở thành vợ chồng, thì người trong thiên hạ chẳng ai không biết. Nhưng trong thiên hạ lại chẳng có tin đồn như vậy. Vương hậu và Tôn Tẫn cũng không chia tay nhau. Cho nên có thể phán đoán rằng từ lâu hai người đã không có ý đó rồi. Tướng quốc nói có lý lắm. Vương hậu, xem ra quả nhân đã trách nhầm nàng rồi. Nàng đừng nên oán hận quả nhân. Thần thiếp đâu dám oán hận đại vương. Thần thiếp chỉ hận Công Tôn Duyệt thôi. Công Tôn Duyệt bày đặt chuyện thị phi, không những làm ô nhục đến danh gia của thần thiếp, mà còn làm tổn hại đến danh tiếng của đại vương. Đại vương cần phải xử trí ông ta thật nặng mới phải. Vương hậu nói rất phải.
không xử chính Công Tôn Duyệt thì sẽ bất lợi đối với đất nước. Nhưng Công Tôn Duyệt không cố ý làm ô nhục danh tiếng của Vương Hậu. Ông ta chỉ nóng ruột về cái chết của Mỹ Vương Phi thôi. Cho nên không xử chính thì không được, nhưng cũng không nên xử chính quá nặng. Vậy theo ý tướng quốc nên xử trí thế nào thì phải? Hãy giáng ông ta xuống làm trung đại phu, đưa tới một thành ấp xa xôi, chỉ cho trông coi một thành ấp thôi. Thôi được, sẽ xử chính theo ý của tướng quốc. Tướng quốc, thế này là thế nào? Quả thật là ta không biết. Đó là do Vương Hậu làm. Đại vương triệu ngài vào cung làm chứng. Vậy ngài đã nói những gì? Như thế đâu phải là làm chứng, mà cứ như là thẩm vấn đấy. Ta đã nói những điều mà chúng ta đã bàn với nhau, nhưng đại vương không những không tin, mà còn nói là tiên sinh bị ta xúi dục. Đại vương đã bị Trung Ly Xuân mê hoặc rồi. Không đâu. Hình như đại vương rất bất mãn đối với Trung Ly Xuân. Không phải là bất mãn, mà là trước mặt tiên sinh đại vương thấy hổ thẹn về cái chết của Mỹ Vương Phi. Công Tôn đại vua hãy biết thế nào là đủ đi. Nếu không phải vì Mỹ Vương Phi đã chết thì đầu của ngài đã rơi xuống đất từ lâu rồi. Muốn lấy đầu ta không phải là dễ đâu. Công Tôn đại phu, vậy thì bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Theo ngài thì sao? Trung Ly Xuân đã cai quản hậu cung, nên hai chúng ta nếu muốn được đại vương tín nhiệm là không thể được. Lần này đại vương chỉ xử trí nhẹ ngài thôi, nhưng lần sau nếu bọn Tôn Tẫn lại kiếm cớ nữa thì đại vương sẽ không xử trí nhẹ nhàng đâu. Để bảo vệ tính mạng của mình, chỉ có cách mượn sức của Bàng Quyên trừ bỏ đại vương, để công tử Giao Sư thay thế thôi. Được, ta có thể đến gặp Bàng Nguyên Soái. Còn tướng quốc hãy ở lại thành Lương Chi, tiếp giao các phái cánh của công tử Giao Sư. Chúng ta trong ngoài phối hợp với nhau, ép đại vương phải nhường ngôi. Tốt nhất là Công Tôn đại phu hãy cử một người đem theo thư do chính tiên sinh viết gửi Bàng Quyên. Một mình ta ở lại thành Lương Chi thấy đơn lực mỏng, khó có thể đối phó nổi với Tôn Tấn. Gan của tướng quốc ngày càng bé rồi đấy. Tôn Tấn lắm ngương nhiều mạng, quả thực là ta khó có thể đối phó nổi ông ta. Thôi được, ta có thể ở lại, nhưng tướng quốc cũng phải viết một phong thư. Ta không quen biết Bàng Nguyên Soái thì ta viết thư để làm gì? Không viết cho Bàng Nguyên Soái, mà viết cho công tử Giao Sư, để công tử biết thái độ của tướng quốc. Có phải tướng quốc lo là bức thư đó sau này sẽ trở thành cái đuôi của tướng quốc để ta tóm lấy không? Không. Từ lâu hai chúng ta đã ràng buộc với nhau. Một người gặp khó khăn thì cả hai cùng chết. Chẳng cần thiết phải đe dọa đối phương làm gì. Đúng thế. Vậy tướng quốc còn lo lắng gì nữa? Giờ ta đang nghĩ là nên viết bức thư đó như thế nào. Thế này đi, để ta nói cho tướng quốc. Hai bức thư này rất quan trọng, nhất định phải giao tận tay Bàng Nguyên Soái đấy. Vâng. Trên đường đi phải cẩn thận, nhất định không được để mất đấy. Xin tiên sinh yên tâm, tiểu nhân qua lại giữa hai nước Tề Ngụy hàng chục lần rồi, từ trước đến giờ không hề sơ sẩy gì. Được, người hãy lên đường đi. Vâng.
Các ngươi, các ngươi muốn làm gì vậy? Điều này trong lòng ngươi phải biết chứ. Muốn lấy tiền hả? Tiền ở trên ngựa ấy. Hãy thả ta ra, để ta lấy tiền cho. Ta không cần tiền của ngươi, mà ta muốn lấy bức thư của ngươi. Quả nhân không thể ngờ rằng Công Tôn Duyệt lại là gian tế của nước Ngụy. Quả nhân tín nhiệm hắn như vậy. Điền tướng quân, Khánh hãy nhanh chóng đem người bao vây nhà của Công Tôn Duyệt, bắt lấy hắn, cho năm ngựa xé xác. Vâng, không, thưa đại vương. Kiếm thuật của Công Tôn Duyệt là vô địch thiên hạ. Nếu bao vây nhà hắn, hắn sẽ như con thú cùng đường sẽ liều chết. Như vậy không những rất tốn công sức mà còn có thể gây tai họa cho Trung Ly Thu, em gái của Vương Hậu. Vậy cái tiên sinh nên làm thế nào? Đại vương có thể truyền chỉ triệu Công Tôn Duyệt vào cung. Đại phu vào cung thì không được mang theo binh khí. Thần sẽ bố trí quân mai phục vào trong cung, bắt Công Tôn Duyệt tay không tấc sắt, sẽ dễ như lấy một vật ở trong túi. Được, quả nhân sẽ triệu hắn vào cung. Bắt được rồi. Bắt được rồi. Công Tôn đại phu chơi vui quá nhỉ. Thái giám Khương, ở trong triều ta thất thế chẳng có việc gì làm, đành phải ở nhà chơi với con vậy. Thái giám Khương đến đây chắc là để chuyển ta vào cung phải không? Vâng, đại vương lệnh cho ngài lập tức vào cung. Ngươi có biết là vì chuyện gì không? Có thể là vì chuyện của Vương Hậu. Đây là em gái của Vương Hậu phải không? Đúng thế, đây là phu nhân của ta. Công Tôn đại phu, ngài là em rể của Vương Hậu, vì sao cứ gây khó dễ cho Vương Hậu? Khương thái giám, ta biết phải làm thế nào. Thế này đi, Khương thái giám hãy về trước, ta thay quần áo rồi sẽ vào ngay. Được, Công Tôn đại phu, tiểu nhân đi trước đây. Sao ông ta lại nói tiếp là em gái của Vương Hậu? Đó là vì ta nói với bọn họ rằng nàng trông giống Vương Hậu, nên bọn họ mới nói đùa nàng là em gái Vương Hậu. Vừa rồi vị thái giám đó đâu có giống như đang nói đùa. Còn người hắn ta là như vậy, nói chuyện gì cũng nghiêm túc lắm. Không, chắc chắn là chàng có điều gì giống thiếp rồi. Phu nhân, có một số việc không thể ngay một lúc mà nói rõ hết được. Thế này đi, đợi sau khi ta từ vương cung về, ta sẽ nói rõ tất cả cho nàng biết, được không? Được, thiếp sẽ chờ chàng. Được. Công Tôn đại phu tới. Trung Ly cô nương, xin chúc mừng, không ngờ cô nương đã là vương hậu rồi. Điều ngươi không ngờ tới còn nhiều lắm. Ngươi có biết vì sao đại vương lại cho triệu ngươi vào cung không? Biết chứ. Ta nghĩ có thể là đại vương bảo ta giảng hòa với vương hậu. Không phải là giảng hòa đâu, mà là sẽ trừng phạt những tội lỗi của ngươi. Bày đâu? Công Tôn tiên sinh, tiểu nhân công khai
Nhưng bọn họ đã lục soát và tìm thấy bức thư do chính tay tiên sinh viết. Lui ra đi. Rõ. Công Tôn tiên sinh, nhân chứng và tang vật đều đủ cả. Người còn có gì để nói không? Trung Ly cô nương, bọn họ không hiểu ta. Nhưng chẳng nhẽ cô nương lại không hiểu ta ư? Bọn họ không bắt nổi ta đâu. Công Tôn Duyệt, ngươi chớ có hoành hoang. Lần này triệu ngươi vào cung là mưu kế của Tôn tiên sinh. Trong đại điện chỗ nào cũng bố trí các cung thủ để chờ ngươi. Nếu ngươi muốn chạy trốn thì sẽ bị chém muôn vạn mũi tên đấy. Sao? Muốn thử hả? Chả trách Bằng Quyên không bao giờ chịu tha thứ cho Tôn Thấn. Mưu kế của Tôn Thấn đúng là quỷ thần cũng khó đoán trước được. Ngươi không cần phải suy nghĩ như vậy. Tiên sinh nói lần này bắt ngươi chỉ là một kế nhỏ không đáng nhắc tới. Ta không nói đến lần này. Ta muốn nói đến chuyện bao lâu nay phải tranh đấu với Tôn tiên sinh. Thế thì đúng. Tôn tiên sinh cũng nói, ngoài Bằng Quyên ra, chính ngươi là đối thủ mà tiên sinh khó đối phó nhất. Có câu nói đó của Tôn Tấn, thì hôm nay Công Tôn Duyệt dù có chết ở đây cũng không uổng phí một đời. Trung Ly cô nương, ta còn có một việc muốn cầu xin, không biết cô nương có nhận lời không? Có việc gì thì ngươi cứ nói ra đi. Suốt đời ta, người mà ta yêu mến nhất là Trung Ly Thu. Và người ta đối xử không phải nhất cũng là Trung Ly Thu. Vì muốn cứu Tôn Thấn, nàng mới chịu lấy ta. Ba năm qua, tuy nàng ở bên ta, nhưng trái tim nàng luôn ở bên cạnh Tôn Thấn. Sau khi ta ra đi, xin Trung Ly cô nương hãy giúp cho hai người được trở thành vợ chồng, trung thành duyên sủ, được không? Trung Ly cô nương, ta biết cô nương vẫn tưởng nhớ tới Tôn Tấn, nhưng giờ cô nương đã là vương hậu. Ngôi vị vương hậu đó cô nương chẳng thể nào rũ bỏ được. Việc của ta không cần ngươi phải bận tâm. Không phải là ta bận tâm cho cô nương, mà là ta lo nghĩ cho Tôn Tấn. Nếu cô nương tiếp tục ở ngôi vị vương hậu, thì có thể giúp Tôn Tấn làm được việc lớn. Trong cuộc đời của một người đàn ông, nếu có thể thành được một sự nghiệp lớn, thì đó sẽ là điều an ủi lớn nhất rồi. Nhất định Tôn tiên sinh sẽ làm được một sự nghiệp lớn. Không những ta sẽ giúp tiên sinh, mà đại vương, Hiền tướng quân và tất cả mọi người sẽ giúp tiên sinh. Nói như vậy là việc của Trung Ly Thu, cô nương đã nhận lời ư? Thật đáng thương cho Trung Ly Thu. Thế này đi, Trung Ly Thu, sau khi ta ra đi, xin cô nương hãy thường xuyên đến thăm cô ấy, được không? Được. Tốt. Xin cảm ơn. Tướng quốc,
Công Tôn Duyệt đã chết rồi. Tốt. Thái rất tốt. Cầm tiên sinh, để dẫn dụ Công Tôn Duyệt, ta đã từng viết một phong thư cho Công Tử Giao Sư. Không biết tiên sinh đã tìm được bức thư đó chưa? Tìm được rồi. Thế thì ta yên tâm rồi. Tướng quốc đừng vội. Tại hạ có một điều kiện. Điều kiện gì? Tướng quốc đã không còn thích hợp để đảm nhận chức vụ tướng quốc nữa. Nếu ngài từ bỏ chức vụ tướng quốc thì tại hạ sẽ ra bức.